Sùm xung quanh cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vừa mới kết thúc thì mới đây tỉnh này lại tiếp tục đề nghị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản về việc chưa xem xét để cấp phép tổ chức cuộc thi này cho Khánh Hòa do tỉnh này đã để ra sai phạm nghiêm trọng trong cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam năm ngoái. Tuy nhiên vào ngày 21 tháng 10 thì tỉnh Khánh Hòa lại tiếp tục có báo cáo giải trình để được quyền tổ chức cuộc thi năm nay. Vậy vì sao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lại chưa đồng ý cho Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015? Chiều nay thì phóng viên Điểm hẹn Văn hóa đã có cuộc trao đổi với đại diện của Cục Nghệ thuật biểu diễn để tìm hiểu rõ hơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông Lê Minh Tuấn. Thưa ông, sau khi nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét cấp phép cho tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, thì Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có cái ý kiến tham mưu thế nào với Bộ trong cái vấn đề này? Thì ở góc độ cục thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà cái công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại địa phương là có nhiều cái sơ hở và chưa chặt chẽ. Vì vậy là chúng tôi cũng đề nghị Bộ là cần phải có một cái chấn chỉnh đối với cái việc mà công tác quản lý cái hoạt động tổ chức thi người đẹp tại địa phương. Có rất nhiều cái ý kiến thắc mắc là tại sao trong cái văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lại nhắc đến cái vụ kiện dân sự giữa công ty Rồng Việt với Cục Nghệ thuật biểu diễn thì nó chưa thực sự khách quan. Thì quan điểm của Cục Nghệ thuật biểu diễn về vấn đề này như thế nào? Đây là một cái hoạt động mà nó diễn ra trên địa bàn địa phương, tại địa phương. Vì vậy là cái việc mà đề cập đến cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong văn bản là hoàn toàn phù hợp để nhằm chấn chỉnh cái công tác quản lý nhà nước trong cái hoạt động đối với cái hoạt động thi người đẹp. Vậy thì trong thời gian tới nếu mà tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị tổ chức muốn được cái sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì họ sẽ phải tiến hành những bước như thế nào và thực hiện những điều gì ạ? Tất cả các cơ quan quản lý nhà nước nói chung đều phải có một cái cố gắng hơn nữa trong cái việc là thực hiện các quy định của pháp luật cũng như là kiên quyết trong cái việc xử lý các cái vi phạm trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tổ chức cuộc thi người đẹp, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.